Ở dưới vị trí này là mình đã thấy được cái khuôn viên của ngôi chùa rồi mọi người ạ. Đấy, ngôi chùa. Đấy, và hiện tại người ta đang đốt pháo hoa. Đây, Trung Quốc người ta đang đốt pháo hoa. Cái chùa này tên là gì thì mọi người khi mọi người xem thì hãy cho mình biết ở dưới phần bình luận nhé. Mình chưa biết chưa tìm hiểu rõ cái tên của cái ngôi chùa này. Mọi người, hôm nay chào mọi người đã đến quay trở lại với kênh của giáo sư Tung Tăng. Hiện tại mình đang đứng ở vị trí này, đây là cái cột mốc 1368 tại thành phố Móng Cái. Nên là hôm nay mình sẽ cùng các bạn sẽ đi trải nghiệm xem là ở cái chỗ dọc xung quanh dọc cái đường biên giới này của thành phố Móng Cái ở bên Trung Quốc nó như thế nào nha. Mày cùng đi cùng mình nào. Đang lên chỗ cột mốc 1368. Đây cột mốc này ở chỗ thành phố Móng Cái này. Và phía xa xa kia sau cột mốc kia đây là phố Đông Hưng của Móng Cái của quốc các mọi người giáp với mô thì Móng Cái và cột mốc 1368 này cũng rất là gần với đền xã Tắc nhé mọi người ạ. Trước mặt là mọi người chơi chỗ kia là đền xã Tắc. Đang di chuyển ra gần sát cái khu vực biên giới cho mọi người thấy là cái thành phố Đông Hưng Trung Quốc hình như thế nào. Đấy, chỗ này là ngã ba sông Bắc Luân này mọi người. Đấy, người có thấy cái xuồng ở bên Trung Quốc họ đi rất là nhanh. Đây chỗ này đây là cái nhánh sông này là nhánh sông Ca Long này. Đấy, chỗ này là có một cái ngã ba sông. Đấy, ở phía trước mặt mọi người nhá thì nó sẽ chảy cũng cái cầu Bắc Luân. Đấy, còn ở cái nhánh phía bên tay phải mình này, nhánh này thì sẽ chảy xuống cầu Ca Long. Thế và tất cả đều nước của hai nhánh sông này đều đổ ra khu vực ngoài biển nhá. Đấy, khu vực ngoài biển Tràng Cổ. Đấy, còn ở trước mặt mọi người kia là cái cầu cổ cũ của thành phố Đông Hưng. Đấy, trước là người ta đi đò ấy thì người ta sẽ đi ở cái bến này. Đây và những cái năm 90 ấy ở khu vực này cực kỳ tấp nập. Đây ở chỗ này. À, bây giờ người ta bỏ rồi. Tiếp tục di chuyển ở cái con đường vành đai biên giới. Đây. Đền xã Tắc thì đây là mấy mặt sau của đền xã Tắc này mọi người. Và ở vị trí này thì mọi người có thể thấy luôn là cái sự nhộn nhịp của cầu Bắc Luân. Đây mọi người thấy kìa. Các cư dân khách du lịch vẫn đang nhộn nhịp đi qua cầu Bắc Luân kìa. Để zoom ra cho các bạn ạ. Đây, đấy là cầu Bắc Luân nha mọi người nhé. Có hoạt động đi lại diễn ra ở trên cầu. Tại vị trí này mọi người có thể thấy là bên Trung Quốc họ xây một cái hàng rào. Đấy, rất là dài luôn, trải dọc biên giới, trải dọc từ Móng Cái lên đến các tỉnh biên giới phía Bắc. Mọi người thấy hàng rào này. Đấy, hàng rào này trải dài rất là dài luôn. Bên kia là các cái nhà cửa của cư dân Trung Quốc sinh sống đấy mọi người. Cũng cùng ở cái khu biên giới mình mọi người có thể so sánh được. Đấy, tại sao ở bên mình
có nhà cửa ít hơn đấy. Và so với ở bên Trung Quốc mà có thể thấy kìa, nhà ta người ta xây sát luôn, xây sát luôn bờ sông nha mọi người. Thế là do đấy, đất nước của Trung Quốc thì mọi người biết rồi. Đấy, một đội dân số khoảng rơi vào 1.4 tỷ, rất là đông đúc. Đấy, người ta làm nhà luôn đó, sát bờ sông luôn. Còn là phía ở bên mình thì bên Việt Nam mình người thấy cũng còn là rất là hoang vu. Ở đây là khu giải trí Hồng Vận nha mọi người. Khu giải trí Hồng Vận do bên Trung Quốc người ta đầu tư, người ta làm tại thành phố Móng Cái. Đây là góc cái ở bên Việt Nam mình đang xây nhà, có các cái nhà cao tầng. Đối diện ở cái khu nhà cao tầng của Việt Nam là sang Trung Quốc luôn. Ở con đường này đến đây mình thấy có biển, là của Ủy ban Nhân dân phường Cao Long, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái. Đây là mô hình đường biên giới bình yên. Đấy, kia là các cái cư dân Trung Quốc mà ta đang câu cá ở ngay dưới sông ấy mọi người. Cũng cấp danh chia đôi ra giữa hai quốc gia. Với vị trí này mình thấy có một quán bia này ở Việt Trung, bia Hải Âu. Và cái quán bia này có cái view cực đẹp luôn. Ngồi uống bia thì để nhìn luôn sang phong cảnh của nước bạn. Rất hay mọi người. Thấy đây có mấy bạn cún hơi bị lực lưỡng, to đùng. Đây, bên trước mặt mình đây, trước mặt mọi người có thể thấy ở đây là có một cái bến. Đấy, trước là cái bến rất là cổ hàng, hàng hóa của bên Đông Hưng, của bên thành phố Đông Hưng. Và từ năm Covid đến giờ là thế là cái hoạt động ở đây mình thấy là đã ngưng trệ rồi này. Đấy, rất là vắng vẻ đồ hưu. Nhưng có một cái nhận xét nhỏ là cái khu vực của bên Việt Nam mình ấy, thì mình là không xây nhà ở phía dưới con đường này. Ở phía bên Trung Quốc kia thì họ xây sát ra luôn. Đây và trước mặt là mình kia là xây mấy kiến trúc giống như là một cái ngôi chùa ấy. Cảnh rất là thanh bình. Người người đi câu. Và xa xa này là mình đã nghe có tiếng pháo nổ này. Đây, đây. Cư dân Trung Quốc mà ta đang câu cá. Ta đang câu cá đây. Hàng rào bất tận luôn. Mình có thể thấy cái hàng rào đấy, cứ dọc theo dọc cái con sông này. Đấy, khi đến vị trí này thì mình mới nhìn xa xa mới rõ được cái ngôi chùa ở bên này của Đông Hưng. Và trước mặt mọi người đây là
thấy cái khu này giống như mấy khu tập thể cũ của Trung Quốc này, khu chung cư này. Đấy, còn đây là cái nhà người ta đang xây dựng. Đấy. Còn phía xa xa kia nữa là khu đô thị của Móng Cái, đây có thể thấy rất là đẹp, khu đô thị của Móng Cái nhá, rất đẹp. Đây là sông này là uốn lượn, và luôn luôn thấy cảnh mọi người câu cá dưới sông. Đây có quán bia ở đây, bia Thư Thủy, hải sản dưới sông. Đây. Ngồi quán bia này mà ngắm vừa uống vừa nhậu, ngắm cảnh sang Trung Quốc cực chill luôn. Đây người ta bố trí các cái đèn để buổi tối người ta thắp thắp đèn. Tắm cả ở góc của thành phố Đông Hưng. Ở chỗ này mình thấy có một em G63 này, rất là đẹp. Tòa nhà này cực kỳ đẹp luôn. Chỗ này là có luôn mấy phát điện phòng để có thể thấy em G63 đi từ nước Đức, Hà Nội từ nước Đức xa xôi đến. Ở chỗ này là một cái bến nhập khẩu hàng hóa cũ của bên Đông Hưng trước khi đại dịch Covid, thì ở chỗ khu vực này cực kỳ tấp nập, xây rất là hoành tráng và đến bây giờ là bỏ không rồi, cảnh rất là buồn. Dọc bờ sông này có các cần thủ vẫn đang mải mê câu cá đây. Chỗ này coi như hiện tại người ta vẫn chấp nhận người ta bỏ hoang ấy. Không biết bao giờ mới trở được lại như xưa nữa. Nhà tiếp tục mà đi dọc con đường giới. Bên này là khu chung cư mới của bọn thành phố Móng Cái này, rất là đẹp. Mình dự đoán này chắc cũng phải rơi vào tầm chục tỷ tăm mất. Khu chung cư này là mới hoàn thiện xong, buổi chiều là mọi người có thể thể dục thể thao, đạp xe trên khu con đường này rất là đẹp luôn. Có cái view toàn bộ khu chung cư này là view nhìn thẳng sang thành phố Đông Hưng. Rất là mát mẻ. Còn phía xa xa kia nữa là mình có thể đã nhìn thấy là cái cầu phao ở cảng phía cảng Thành Đạt. Tôi có một cái cầu phao để vận chuyển hàng hóa đi qua. Đó là từ nãy mình đã review sơ qua cái khu vực biên giới giữa thành phố Móng Cái và thành phố Đông Hưng. Mình có thể thấy đây, cái đất ở bên thành phố Móng Cái còn rất là nhiều khu vực này. Còn phía xa xa ở bên Trung Quốc là xây rất nhiều các nhà cao tầng. Cái khu vực này mình đang ở chỗ này là khu vực xã Hải Yên của Móng Cái. Đến đây mình cũng xin phép mọi người mình tạm dừng video tại đây. Mọi người